Xin chào anh chị và các bạn. Sáng thứ hai đầu tuần em sẽ giới thiệu cho anh chị một cái mẫu xe siêu phẩm mới được cập bến bên em. Chiếc Toyota 4Runner phiên bản limited sản xuất năm 2012 anh chị nhé. Đăng ký 2013. Lăn bánh hiện tại là 86.000 km. Rất mới anh chị nhé. Hôm vừa rồi thì em có giới thiệu cho anh chị cái mẫu Toyota 4Runner phiên bản R5. Nhưng hôm nay sẽ là một phiên bản cao cấp hơn với những option xịn sò hơn anh chị nhé. Chiếc xe này thực sự rất hiếm trên thị trường, không phải lúc nào chúng ta có thể bắt gặp đâu. Và một cái mẫu xe cơ bắp sản xuất cho thị trường Mỹ thì anh chị đã biết rồi, nó rất là to lớn, động cơ 4.0 lít V6, một trong số những cái động cơ thực sự là cực kỳ bền lành và đem lại sức mạnh rất là to lớn anh chị nhé. Và với cái phiên bản này thì chúng ta sẽ được trang bị rất rất nhiều những option cao cấp. Và điểm nhận diện khác biệt với phiên bản R5 ở đâu thì chút nữa em sẽ giới thiệu cho anh chị. Còn trước hết thì mời anh chị cùng em ngắm qua tổng thể form dáng cái xe. Đây, một chiếc xe có khả năng vận hành vượt trội đi mọi cung đường thì anh chị có thể nhìn thấy đây. Nó rất là bề thế nhá. Phần đuôi xe thực sự là rất trường xe. Một chiếc xe đến nay là gần 12 năm sử dụng rồi. Nhưng anh chị có thể nhìn qua nhá, cái form dáng không hề bị lỗi mốt một chút nào đâu. Nó rất là cơ bắp, một chiếc xe đúng dành cho thị trường Mỹ. Thực sự là quá đẹp rồi. Và tất cả những cái chi tiết thực sự là rất to bản. Chúng ta có hệ thống đèn to bản, hệ thống đèn đằng sau là rất đẹp anh chị nhá. Toàn bộ hệ thống đèn sau là đều cho khả năng chiếu sáng rất tốt. Và hệ thống đèn này nó thể hiện cái vẻ đẹp cơ bắp của chiếc xe. Và những cái chi tiết mạ chrome cũng rất là to bản. Chúng ta sẽ có rất rất nhiều những cái tính năng hay. Và điểm nhận diện đầu tiên với phiên bản này R5 và Limited đó là bộ mâm anh chị nhá. Đó, hôm trước thì em có giới thiệu phiên bản R5 rồi. Bộ mâm đó sẽ là bộ mâm nhỏ hơn. Và bộ mâm này của em có tổng mã hiệu là 24560R20 anh chị nhá. Bộ mâm 20 inch. Nhưng khi đặt vào chiếc xe này nó cũng tương đối lớn thôi, không phải là quá lớn anh chị nhá. Vì đơn giản thôi, chiếc xe này cực kỳ là to lớn. Đó. Và tiếp theo chúng ta sẽ có những cái option gì? Chúng ta sẽ có những cái liên quan đến hệ thống đèn. Hệ thống đèn của chiếc xe này rất đẹp anh chị nhá. Đó. Thực sự là to bản, rất đẹp, rất là cơ bắp. Phải nói là những cái mẫu xe mà xuất ra thị trường Mỹ thì thực sự là cực kỳ cơ bắp. Và nó cũng trang bị rất rất nhiều những tính năng an toàn anh chị nhá. Một thị trường Mỹ là thị trường mà cực kỳ khó tính rồi. Đó. Mời anh chị cùng em ngắm qua nội thất của một chiếc xe chạy 86.000 km sẽ nhìn nào. Chiếc xe này của em mang nội thất màu kem anh chị nhá. Đó, nội thất màu kem, rất đẹp luôn. Từ tổng thể những chi tiết như táp ly, táp lô, ghế da, cần số vô lăng còn rất mới ấy. Hay những cái chi tiết bệ tì tay anh chị nhá. Rất rất mới luôn. Ghế da cao cấp này. Đó. Thực sự là một cái mẫu xe đem lại cho chúng ta rất rất nhiều những cái giá trị. Đầu tiên là những cái giá trị về mặt kỷ niệm, hoài niệm á. Một chiếc xe đến nay là gần 12 năm sử dụng rồi. Rất mới luôn. Hàng ghế thứ hai chiếc xe này em đánh giá là rất là rộng rãi nhá, độ ngả rất tốt anh chị luôn. Đó, chúng ta sẽ có cửa sổ trời này. Trần lì rất mới anh chị nhá. Anh chị nhìn qua này. Gia chủ là một người cực kỳ giữ gìn. Đó. Ghế da cao cấp này, về mặt táp lô, táp ly còn rất mới luôn. Những chi tiết nút bấm, anh chị nhìn qua này, thực sự là nó rất mới luôn anh chị nhé. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể sở hữu cho mình những cái mẫu xe 4Runner Limited mà nó còn mới như này đâu. Rất khó anh chị nhé. Đây, chúng ta sẽ có cốp. Đó, cốp đằng sau này. Chút nữa em sẽ mở phần cốp này anh chị nhé. Những chi tiết rất mới luôn. Đây, hàng ghế thứ hai này rất là rộng rãi và thoải mái anh chị nhé. Và khi chúng ta cần hàng ghế thứ ba chúng ta có thể gập lên một cách rất là dễ dàng. Đó, mời anh chị cùng em ngắm qua nội thất hàng ghế lái chiếc xe này. Ghế lái anh chị nhé, rất mới luôn. Và vô lăng bọc da cao cấp tích hợp rất nhiều phím bấm này. Đó, chúng ta sẽ có những cái tính năng gì? Đầu tiên chúng ta có thể kể tới ở đây thì sẽ có sửa sấy gạt mưa này. Chúng ta sẽ có những tính năng liên quan đến điều chỉnh gương này, đó, hay là điều chỉnh liên quan đến độ sáng của màn hình táp lô. Và khi chúng ta đi dã ngoại thì đây là một tính năng cực kỳ cần thiết anh chị nhé. Đó, AC 120V anh chị nhé. Khi chúng ta cần những cái dòng điện cao để chúng ta phục vụ những cái tính năng hay ho. Và với phiên bản này Limited thì nó sẽ khác phiên bản thường ở đâu trong khoang nội thất? Thì đầu tiên có thể kể tới đó là nút Start Stop anh chị nhé. Hôm vừa rồi thì em sẽ sử dụng phiên bản R5 là chìa khóa cơ thôi anh chị nhá. Đó, hiện đại hơn và xịn sò hơn rất nhiều. Với phiên bản này chúng ta sẽ có Cruise Control và Limit Speed anh chị nhá. Đó. Và tiếp theo đó là những cái tính năng liên quan đến sửa sấy ghế. Đây anh chị nhá. Chúng ta sẽ có sửa sấy ghế này. Và đây chúng ta sẽ có tính năng liên quan đến gập
cái hàng kính đằng sau nhá, rất là hữu ích, rất là xịn sò và cực kỳ đặc biệt luôn đó. Và cần số của chiếc xe này thì lúc nào cũng to bản rồi. Thực sự là những cái mẫu xe thị trường Mỹ thì đúng là nói đến cái gì cũng nó cũng to. Và những cái chi tiết tiếp theo có thể kể tới với sự khác biệt với SR5 đây, đó là cài cầu bằng điện tử anh chị nhá, cài cầu điện tử đó. Với phiên bản này chúng ta sẽ có thêm những cái tính năng liên quan đến điều hòa này, điều hòa cực kỳ mát luôn, em đổ máy lên cho anh chị nhá, điều hòa cực kỳ mát luôn, điều hòa auto hai vùng độc lập này, điều hòa rất mát luôn. Màn hình giải trí em đánh giá là tương đối sắc nét ở thời điểm năm 2012 rồi đó. Và sẽ có những rất nhiều tính năng liên quan đến cài cầu hay ho này, những cái tính năng vận hành một chiếc xe mà chinh phục mọi địa hình. Và em sẽ giới thiệu cho anh chị cái phần động cơ của chiếc xe. Động cơ của chiếc xe Toyota Limited 4Runner thì nó sẽ như thế nào. Thực sự là đây là một cái khối động cơ cực kỳ mạnh mẽ, bền bỉ. Và với những cái mẫu xe này thì chắc chắn thôi, chúng ta không thể để tâm đến việc là nhiên liệu nữa. Vì 4.0 lít V6 khí tự nhiên thì chắc chắn thôi, nó sẽ rơi vào khoảng độ 16 đến 17 lít trên 100 km đường tổng hợp, không thể nói là có số tiết kiệm được đó. Và toàn bộ những chi tiết về máy số đều là nguyên bản 100% anh chị nhá. Bên em có cam kết và bảo hành cho anh chị 1 năm với những cái tiêu chí em kể trên. Thực sự là anh chị nhìn qua những cái chi tiết nhá, nắp dàn cò này, ốc nguyên bản luôn anh chị nhá. Đó. Một chiếc xe cực kỳ giữ gìn luôn, anh chị có thể nhìn thấy rõ ràng chưa? Đó, hay là những chi tiết liên quan đến phần cam này, rất mới luôn, chưa hề có tác động gì cả đâu. Gia chủ chỉ thay dầu bảo dưỡng lung tung bên ngoài thôi, chứ còn phần bên trong máy móc, phần trái tim của chiếc xe 4Runner SR5 còn nguyên bản 100% anh chị nhá. Đó, ngay cả tiếng đóng cửa, đóng nắp capo nó cũng rất là lực rồi anh chị nhá. Đấy, rất là lực luôn. Không phải lúc nào chúng ta có thể tìm kiếm cái mẫu xe này như thế này đâu. Và ở thời điểm hiện tại với cái tầm tài chính khoảng trên 1,5 tỷ đồng, anh chị đã có thể sở hữu cho mình một cái mẫu xe đáng để sưu tầm, một cái mẫu xe thực sự là cực kỳ đẳng cấp và sang trọng và đem lại cho chúng ta cái sự nam tính, sự gân guốc và sự khỏe khoắn. Anh chị quan tâm đến mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em để ở phần màn hình, hoặc liên hệ đến Auto 19 có địa chỉ tại lô 2 Nguyễn Hành Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội để được lái thử và trải nghiệm, cũng như nhận được những cái chính sách, những cái ưu đãi tốt nhất tại cửa hàng. Một lần nữa cảm ơn quý vị anh chị đã lắng nghe video của em. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.